nó nó làm sao tình trạng nó làm sao nó cũng đỏ mà nó không đâm trầu đâm tược ừ nó rất là xấu dạ. khi mà đã xử lý rồi là rất là đạt dạ. rất là ok rồi cảm ơn chú bảy coi à... nhiêu đó là chú bảy thấy ha mấy cây đầu xưa là rồi chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video tiếp theo rất là vui gặp lại chú bảy ha chú bảy khỏe chứ vậy chú cháu mình làm con gà xì rượu chứ rồi, rồi. hôm bữa là cái vườn khúc bên này chú bảy là hôm bữa trước là nó đỏ như chú bảy trình bày đó là nó đỏ mà nó vàng lá thì sau khi mà con phục hồi cũng như là đi cho nó cử phân thì hôm nay chú bảy thấy làm sao bảy thấy nó rất là đạt Dạ. À, xanh tốt lại đâm chồi đâm tược rất ừ. là ok à, chú bảy thấy hài lòng không hài lòng hài lòng ha <laughs> cơ bản là chú bảy mình đi một vòng vòng đi chú bảy hồi xưa là mấy cây này nó nó làm sao tình trạng nó làm sao nó cũng đỏ mà nó không đâm chồi đâm tược ừ nó rất là xấu dạ. khi mà đã xử lý rồi là rất là đạt dạ. rất là ok rồi cảm ơn chú bảy có à. nhiều đó là chú bảy thấy ha mấy ừ. cây nào xưa là nó đúng là nó đỏ luôn á. Ừ. Lá vàng lá nó rụng hết luôn. Bây giờ là cưa đọt nó ra, nó ra hết bây, bây giờ dành tươi tốt. rồi dạ. bây giờ thì mình sẽ còn đắt ở đây. Chú Bảy thì rồi. chú cháu mình sẽ làm một cái video để gọi là cái cái này là chia sẻ với bà con chứ không phải là hướng dẫn mà làm video là cách trồng mít cho bà con biết là hiện tại là cái vườn của chú Bảy là một dọc rất là đẹp rồi. Bây giờ còn khoảng trống đây thì mình để nó trống nó cũng uổng quá thôi chú Bảy. Rồi. Rồi, thì bây giờ chú cháu mình ha à ngoài ra thì chú bảy uh, cũng uh, chia sẻ một số uh, kinh nghiệm để trồng mít thì dường như cái mô này chú bảy làm mô cách mô bao nhiêu vậy mô cách mô 3 m 3 m ha ừ. rồi uh, cảm ơn quý bà con uh, cũng như tất cả các anh em trồng mít thì hôm nay mình cũng chia sẻ uh, thời điểm mà mình xuống giống này á, là cũng đầu mùa mưa hả chú bảy uh. À, đầu mùa mưa thì bây giờ mình sẽ có một cái phương pháp để cho bà con tiết kiệm cái chi phí cũng như là bón phân gì thực ra thì cây mít nó của mình cũng không cần bón phân gì hết nó chỉ cần đi đủ dinh dưỡng nó kéo bộ rễ là, là giai đoạn là giai đoạn cây con đó à, chú bạn ngồi xíu con đàm đạo ha chú bạn ha đó chú bạn chú bạn nhậu được mấy lon <laughs> <laughs> à, chú cháu mình cũng rất là có duyên để gặp nhau ở đây rồi cũng làm vườn cho chú bảy à, Hôm nay bữa nay chú bảy bao nhiêu tuổi rồi ta? Năm mấy, mấy, mấy à? Năm mấy ha. Rồi. cái này nè chú bảy, à, một cái xô này á, là thùng cái thùng B này là khoảng 20 20 lít nước thì thường thường nó là con cho bà con như vậy là để vào cái mùa mưa á, là nó hay bị lạnh bộ rễ. À, nên mình cung cấp cái cái vi lượng. Đây là cái vi lượng này bà con. À, cái vi lượng là trong cái gói siêu kích rễ mít Hoa Kỳ thì cái màu nó màu xám 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 ha bà con ha. À, nhìn cái màu nó xám 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 này mà còn thấy không đó để nó kéo cái bộ rễ ra nó kéo cái bộ rễ chúng ta ra à, cho cái bộ rễ nó phát triển nó cung cấp cái vi lượng còn vào mùa mưa á, này khi mà chúng ta trồng cây vào mùa mưa á, thì chúng ta cung cấp cái siêu áo giáp này để nó làm gì để nó làm cho cái ấm cái bộ rễ của mình dưới đất bộ rễ nó đưa xuống là nó, nó 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 ấm lại chứ đang là mùa mưa nó lạnh à, thì mình sẽ sử dụng ở này con con chích ra nó khoảng 5 cc thôi 5 cc thì cũng trút vô đây cái này để làm gì cái này là để diệt khuẩn vậy cái này là để diệt khuẩn này chúng lại làm ấm bộ rễ nó diệt khuẩn những cái con mà con 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 nấm khuẩn con nấm bệnh đó nó nằm tồn dư ở trong đất á mình diệt nó luôn mình phòng ngừa nó luôn có nghĩa là mình bảo vệ cái bộ rễ nó rồi á thì thường thường á là vào có một vài bà con á là họ sử dụng á là họ cộng cái thằng humus hoa kỳ họ cộng với thằng trico humic có nghĩa là họ cộng thằng humic hoa kỳ này họ cộng với thằng trico humic họ 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 bỏ vai cũng được nhưng mà vào mùa mưa thì chúng ta đi cái này trước có nghĩa là mùa mưa là chúng ta đi, đi chúng ta đi thằng siêu áo giáp trước để chúng ta ngâm ngâm vô đây này bỏ vô đây ngâm và 7 ngày sau thì mình cứ tưới mình pha cái thằng trico humic này mình pha chung với thằng humic hoa kỳ là mình tưới dưới gốc thôi chúng ta bỏ vào đây chúng ta ngâm ví dụ như chúng ta trồng cả trăm cây hay là cả ngàn cây ấy, mình ngâm như vậy nó hết sủi bọt xong rồi là mình bắt đầu à, bắt đầu mình rút ra đó bây giờ bảy 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 sẽ rút ra ha bảy rút ra cái bỏ bảy cầm để nghe mua giùm con này đó đó cái này á là nó nó làm cho bộ rễ mình ấm cũng như là kích rễ ra hiện tại là đây còn có bốn mô không bảy Đúng rồi. à để hướng dẫn cho bà con sau khi á mà nó hết sủi bọt như vậy chúng ta rút ra À, đúng là chúng ta rút ra chúng ta để chỗ này để chúng ta trồng xíu nữa trồng đây để đây bây giờ mình trồng hết bốn cây trong cái video này luôn nha bà con còn còn dư lại tí nữa mình tưới xuống 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 gốc hoặc là mình có thể tưới những cái vườn nào bảy đá vườn bãi này thấy không có thể mình tưới những cái cây là bảy cầm cái dao để chặt cây ha à à để chặt cái cây tre thôi bây giờ à, bây giờ mình sẽ trồng ha à, để trồng cái à, à, bà con có thể nhìn cái hàng thẳng tắp từ bên kia em quay bên qua đây là bà con nhìn thấy cái, cái bát rau nó đẹp này cho con mượn cái dao luôn cũng được Đây cái dao mình khư khư ra cho nó đắt chỗ này cái này hồi bữa là bảy làm nó tươi xốp rồi Với bộ phải không à. bảy cái này cái hướng gió nó hướng nào nó này. hướng gió từ hướng kia qua phải không à. rồi hướng gió nó từ hướng kia qua nha bà con thì mình sẽ làm sao mình sẽ đưa cái bo về hướng gió nha bà con để làm gì à, để cái cái gió nó bật qua đây vậy nó không có gãy cái bo trước khi trồng thì mình nhớ mình tháo cái bọc ra ha bà con ha à. chúng ta làm cho ấm mùa rễ cũng như là chúng ta khử cái nấm khuẩn cái cây mít này mua ở siêu thị cây giống rồi. À, bảy thấy vườn vừa đầu thấy phục hồi là thấy ok không? Okay. Hài lòng chứ bộ dữ không miết luôn mà. Đây, tí nữa cái bọc này chúng ta nhớ bỏ nha. Rác bài bản ha, chúng ta quay cái bo về hướng hướng gió vậy ha. Chúng ta lắp lại, cái đơn giản vậy thôi chứ không có gì hết á. cái mít này nói chung đây là một trong những cái bí kíp nên bà con sẽ chờ đợi ở trong những cái video sau Thấy bà con nha. Đây là trong những cái mít mà chiến lược nhất ở trong cái năm 2021. Mít này là mít ruột đỏ sơ vàng. Nó cũng là một trong những mít mà đang có giá trị kinh tế cao để cho đưa ra cái cho bà con. Vậy thôi, mít này mình trồng nó cũng cỡ mười, mười mấy tháng ra trái đó 16 tháng giống này là giống này là mình mua ở siêu thị cây giống đó bà con mình mua ở siêu thị cây giống đó bây giờ còn cái phần mà ví dụ như mình trồng nó hỏng rồi nó 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 trống ra vậy cái mình lấy cỏ á mình sắp lắp 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 cho đây lại đó cho trống cái cái này cho nó thở cần chúng ta trồng nó cái cái mặt bầu nó ngang mặt mua là được hả bảy ha à bác biết tại sao vậy không sâu quá nữa. à sâu quá nó nó bị nghẹt cổ rễ đúng không ừ. đó bây giờ bà con coi bảy cột nè cột bằng dây vải đàng hoàng nè thấy không đó luồn vô dính giữa này, kinh nghiệm lâu năm rồi chứ giỡn không hay đó quấn bài bản ha cái này là quấn cây nó không bị xiết à không bị xiết cho bộ cái kia cây vẫn à đó hay không bà con bây giờ thật ra bây giờ bây giờ cái mùa này cũng mùa mưa cũng đâu cần tủ cỏ gì nữa đâu Đúng rồi. À, bình Ủa. thường mùa nắng mới tủ mùa nắng mới tủ thôi chứ mùa này đâu cần tủ chúng ta trồng thêm hai cây nữa nữa à, cây này đây cây này luôn đây các bạn bây giờ bà con sẽ để bảy trồng nữa bà con ha mình chỉ đứng ở ngoài mình lòng tiếng và thiết minh đây pha phim Việt Nam phát hành thôi đó à, bà con không cần phải bón lót gì hết nhưng mà con không cần phải bón lót gì hết Tại vì cây nó còn nhỏ nó không có ăn phân nhiều cái sai lầm bà con bón lót rồi đi phân chuồng rồi khi đó cái nó bị bị yếm khí đặc biệt là mùa mưa nó mùa mưa xong rồi cái nắng nó yếm khí là nó tạo thành một cái khí độc cho cái cây chúng ta đó nên là à, mình cũng chia sẻ với bà con chúng ta không cần phải đi phân bón gì hết, mà phân chuồng gì hết chúng ta chỉ có à, cái bộ này đây cái sản phẩm này mình à, quay lại cho bà con coi đây cái thằng trico humic là nó sẽ là cung cấp cái vi sinh cũng như là trico đề ma cộng như humic để nó kéo cái bộ rễ ra và thằng humic hoa kỳ là siêu kích rễ nó là cung cấp thằng humic và nó cung cấp một vi lượng và cái mùa mưa này tại sao mới nãy bà con thấy mình pha cái thằng siêu áo giáp không có nghĩa là mùa mưa này là đất nó hơi bị lạnh và chúng ta nên cung cấp cái thằng siêu áo giáp mà để cho nó ấm cái bộ rễ nên tuần sau á, mình mới sử dụng thằng tri cô hu này à, mình pha chung với thằng hu mít hoa kỳ thằng hu mít hoa kỳ lúc nào cũng phải cần nó nó có thể pha chung được với thằng siêu áo giáp có thể pha chung được, được với thằng tri cô mít nha bà con nha nhưng tại vì bây giờ là thời điểm trời mùa vừa dứt những cơn mưa nên là đất nó lạnh nên là đất nó lạnh ha bà con nên là chúng ta à, cũng sử dụng cái à, à, thằng siêu áo giáp trước rồi một tuần sau á, chúng ta sử dụng thằng tri cô mít cộng với hu mít hoa kỳ à, từng này chúng ta sử dụng thằng humic trico humic quên từng này chúng ta sử dụng humic hoa kỳ cộng với co giáp thì từng sau chúng ta sử dụng humic hoa kỳ cộng với thằng trico humic tại vì hai thằng này không thể đi chung với nhau được nha bà con nha hai này là không được đi chung nha tại thằng này là vi sinh có lợi đó thằng này là diệt vi khuẩn đó nên là à, nó không có thể đi chung nó cách ly từ 5 đến 7 ngày à, bây giờ để anh đi kiếm cái ca anh múc cái nước cái anh tưới quanh quanh nó luôn đi qua cầu gió bay hả bà con <laughs> đi không về, qua cầu gió bay đó trồng như chú bảy trồng đơn giản thôi hiệu quả không có gì hết bảy ở trong vườn thì tất nhiên phải có cây cây đẹp cây xấu vô không bảy đúng rồi bây giờ nó trong nhà mà nó đâu đều hết được ờ, đâu đều hết được rồi sau khi trồng xong rồi bà con như bảy vừa trồng xong rồi đó mình cũng tưới cho nó một ít ở bên ngoài nữa ha để đất nó tươi xốp nó tái sinh đất đất nó tươi xốp đó mình tưới nó bên ngoài nữa đúng là thực tế ra thì quên mất để mình quên chứ cái này là mùa nắng mới cần cỏ thôi chứ còn mùa mưa mà nó cần đâu nó trống đắp ừ. cái mua này là hình như mình đắp cái dạng cũng như như, như hình hình nón úp vậy ừ. để nó tuột nước hay sao đúng rồi hơi hơi Đó, hơi dễ hơi được rồi đúng không chớ chót chót quá à. tứ nước nó, nó 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 không có bám được à đúng rồi <laughs> như, như má nhà là tứ là rồi thua à. đây cũng làm bằng 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 vậy được ha ừ. Đấy mình tưới xung quanh cái 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 hu mít hoa kỳ với cái đèn siêu bao giáp này xung quanh đất cho nó ấm cái đất. Sau này cây cái rễ nó ra nó cũng ăn được. Đó, chúng ta có thể tham quan một chút xíu cái vườn của bảy đó bà con đây trong khi chờ bảy trồng thì chúng ta có thể tham quan một chút xíu cái vườn của bảy đang uh, uh, giai đoạn mà uh, làm bông giai đoạn vừa rồi thì cũng uh, uh, làm bông uh, phục hồi lại vườn đó. hồi xưa nó đỏ như lá phong mà nhớ hồi xưa anh với em làm cây này không nhớ không không biết là em có quay video này không chứ anh là nhớ cái cái chỗ này khúc này là hồi xưa nó đỏ đỏ lồm luôn đó nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng có những cái cây cực kỳ phát triển chứ không phải là cây nào nó cũng 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 bị suy si do là cái cây hồi xưa những cái cây bên đó là hồi xưa đó là nó bị đắp bùng đó, nguyên cái vườn này bà con nó chiều dài thấy không anh à, cú xuống cho bà con coi đã <laughs> rồi thì chúng ta cũng bắt khoảng 13 phút cuộc đời của đá bà con có thể coi ông cái vườn thấy không tổng thể cái vườn cực kỳ đã không 13 phút cuộc đời của bà con để bà con có thể nhìn thấy được cách trong cây mít và cái cây mít chúng ta rất là đơn giản nó không cần cái gì hết đó. không cần phải phân bón hay là không cần phải um, gọi là um, phân hóa học hay là phân chuồng gì đó nó không cần bón lót về chúng ta rễ nó tự động nó ra từ 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 nó ăn Rồi chào bà con Bảy ơi Rồi Rồi chúc Bảy sức khỏe nha Bảy Rồi đó có nhiều vậy thôi Chứ có gì đâu Rồi bye bye bà con